Anh em mình đã hôm nay sẽ xem bóng đá tại quán karaoke. Ok, anh em mình vào quán thôi. Karaoke. Ok, mình vào quán rồi nha anh em. Wow, đây là những người bạn cực kỳ kinh khủng của chúng ta. Vào quán rồi, xem Việt Nam bóng đá nhưng mà vào quán karaoke nha. Bởi vì mình không có quán để xem bóng đá như Việt Nam nên là anh em phải đi vào quán karaoke để xem bóng đá. Mọi người vào đây, vào đây, vào đây. Đây, mình sẽ vào cái đường này. Lần đầu tiên vào quán karaoke. Nhưng mà để xem bóng đá là chính chứ không phải là để hát karaoke. Ok, bộ quán rồi anh em à. Đây là quán karaoke của mình. Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Thank you.
thách thức với em. Nam cấm lên các bạn ơi. Em mang niềm vinh quang về trường quá. 10 năm nữa lập lại các bạn ơi. Ok, Việt Nam vô địch. Cái điều anh dự đoán nó sắp giải như thế. Việt Nam vô địch. Anh cái thằng đoán chuẩn lắm. Tay kia. Đoán gì?